Con xin kính chào cộng đoàn. Hôm nay là ngày thứ năm mùng 7 tháng 11. Dòng Tam Minh của chúng con mừng lễ các thánh dòng, trong đó có thánh Vinh Sơn Liêm, cũng là bổn mạng của tu viện chúng con. Và sáng hôm nay thì cộng đoàn chúng con cũng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho tu viện, cũng như là cầu nguyện cho tất cả quý vị ân nhân, cách này cách khác đã đồng hành và hỗ trợ với anh em chúng con trong suốt thời gian vừa qua. Chúng con đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý vị ân nhân còn sống hoặc đã qua đời. Giờ đây con xin kính mời cộng đoàn, cách riêng là các bệnh nhân cũng như là những người đang gặp khó khăn, đau khổ, cùng với con khấn với Thánh Vinh Sơn Liêm trong ngày mừng kính Ngài. Thánh Vinh Sơn Liêm cũng rất là linh thiêng và Ngài cũng yêu thương tất cả những người nghèo, những người đau khổ chạy đến với Ngài. Đặc biệt trong ngày hôm nay là ngày lễ kính Ngài, bổn mạng của tu viện chúng con. Kính mời cộng đoàn, các bệnh nhân cùng với con khấn với Thánh Vinh Sơn Liêm và dâng lên Ngài tất cả những bệnh tật, những đau khổ của chúng ta cho Ngài. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với con. Lạy Thánh Vinh Sơn Liêm, hôm nay là ngày mừng kính Ngài. Thánh Vinh Sơn Liêm là bổn mạng của tu viện chúng con, cũng là vị thánh hết sức là linh thiêng. Chúng con dâng lên Ngài tất cả những bệnh nhân cũng như tất cả những cái khó khăn, những tâm tư, tình cảm, những vui buồn của chúng con trong ngày hôm nay. Xin Thánh Vinh Sơn Liêm cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Xin Ngài cũng chúc phúc lành cho tu viện của chúng con, cũng như là chúc phúc lành cho tất cả quý vị ân nhân của tu viện chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ngọn đua quang minh sang tuyệt vời, vì trung với Chúa măng đầu rơi. Đức tin kiều diêm luôn gìn giữ, đức ai ngàn trùng tan chẳng vơi. Lạy Thánh Vinh Sơn Liêm, xin cầu cho chúng con đang chịu lê những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam vì chứng nhân anh dũng là Thánh Vinh Sơn Liêm, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin Chúa nhận lời thánh nhân truyền cầu, mà cho chúng con biết nói gương người đê lai, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thánh Vinh Sơn Liêm, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Vinh Sơn Liêm, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Vinh Sơn Liêm, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn, trong dòng Đa Minh của chúng con cũng rất là yêu mến Thánh Vinh Sơn Liêm. Và hôm nay là ngày lễ của Ngài. Chúng con sẽ dâng lễ đọc kinh cầu nguyện. Cầu nguyện cách riêng cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Cầu nguyện cho các bệnh nhân cũng như là những gia đình đang gặp khó khăn. Con xin kính chào cộng đoàn.